Hey yo, Quý Trần đây, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Affiliate Mastery buổi thứ tư, và Quý Trần sẽ là người dẫn dắt cả team đồng hành trong một cái buổi chia sẻ rất là hào hứng và đầy máu lửa ngày hôm nay. Tại vì ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với tất cả các bạn những cái điều mà tôi rất là tâm huyết. Chỉ có nhóm 1% của những cái người marketer đỉnh cao trên thế giới người ta biết được những cái bí mật này, và bản thân tôi khi mà tôi khám phá ra được những cái bí mật này thì tôi đã kiếm được rất là nhiều tiền, cả thị trường Việt Nam cũng như thị trường quốc tế, thị trường Clickbank. Và các bạn đã biết rồi là chúng ta sẽ bắt đầu với một cái phễu khi mà chúng ta đi kinh doanh, chúng ta đi làm affiliate đúng không ạ? Và chúng ta đã làm gì nhỉ? Chúng ta đã có checklist những cái làm landing page này, chúng ta đã có thể làm được một cái GetResponse này để mà chúng ta kết nối nó với nhau. Và bản thân tôi thì tôi luôn luôn tôi sử dụng những cái công cụ nó mạnh nhất, ví dụ như GetResponse hay là Aweber, nhưng đến bây giờ thì tôi hay sử dụng GetResponse hơn, tại vì Aweber dạo này nó đang vào cái hòm promotion của Gmail rất là nhiều. Thế chính vì vậy là tôi đã chuyển sang cái hòm thư GetResponse. Có gì trong buổi thứ tư ngày hôm nay là chúng ta sẽ học về chuyên sâu về email marketing rất là nhiều, và tôi sẽ chỉ cho tất cả các bạn cái phương pháp để mà chúng ta build cho list, tức là xây dựng cái danh sách khách hàng. Chúng ta đã nghe rất là nhiều lần cái câu nói là cái số tiền của bạn, tức là tiền nằm trong tài khoản, money in the list, đúng không? Nhưng mà có một cái vấn đề nó xảy ra, đó chính là gì nhỉ? Là khi mà chúng ta có list rồi, chúng ta có danh sách khách hàng rồi, nhưng mà chúng ta lại không biết làm gì để mà có thể promote cái sản phẩm, để mà có thể bán hàng cho được cái người khách hàng chúng ta. Và ngày hôm nay thì tôi cũng sẽ giải đáp thêm một số cái khúc mắc nếu mà dành cho, tôi biết là trong nhóm mình thì có rất là nhiều bạn không biết tiếng Anh. Chính vì vậy là tôi sẽ giúp đỡ tất cả các bạn rất là nhiều trong cái vấn đề này. Là các bạn cứ yên tâm là Quý Trần sẽ ở đây để mà hỗ trợ tất cả các bạn. Chúng ta đang là một cái nhóm rất là nhỏ, và tôi cũng nói thẳng thắn chia sẻ luôn là tất cả các cái điều này thì tôi cũng không có chia sẻ cho một cái lớp đại trà, mà chỉ dành cho những cái nhóm học viên từ 30 triệu trở lên, để mà có thể dành những cái điều nó rất là tâm huyết đối với tất cả các bạn. Tại vì các bạn phải hiểu rằng là khi mà một cái khóa học nó tung ra thị trường một cách nó tràn lan, thì cái điều đó có nghĩa là cái phương pháp nó đã bị bão hòa, nó đã bị nát rồi. Chính vì vậy là ở đây là một nhóm rất là nhỏ, chỉ có dưới 5 người để mà tôi có thể chia sẻ cho tất cả những cái điều tâm huyết này. Và tôi cũng đang là người rất là sát sao, cũng như là đang là người thực hành tất cả những cái phương pháp của những cái nhóm 1% marketer trên thế giới, để các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng sản phẩm cũng như là những cái thông tin giá trị các bạn đang nhận được, thì tôi hoàn toàn tôi đảm bảo cho các bạn điều đó. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ học được cái cách là làm sao để mà tăng cái tỷ lệ cái người khách hàng người ta thèm muốn mua hàng của chúng ta lên rất là nhiều, và người ta mở email của chúng ta lên rất là nhiều. Các bạn có muốn cái người khách hàng người ta mở email của các bạn lên nhiều không ạ? Có đúng không? Các bạn có muốn là có thêm được cái mối quan hệ khăng khít hơn đối với cái khách hàng của bạn đúng không? Có đúng không? Các bạn có muốn là làm sao để mà cho khách hàng người ta phải suy nghĩ rất là nhiều về cái bức thư của bạn, để mà người ta rơi vào một cái trạng thái gọi là trạng thái mua hàng? Có đúng không? Chắc chắn rồi. Vậy thì trong cái buổi học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ phá khóa, chúng ta sẽ mở khóa được tất cả những cái điều này để mà chúng ta có thể bắt đầu cái cuộc hành trình với email marketing. Và sau khi mà chúng ta xây dựng được một cái nền tảng nó chắc chắn nhất trong cái câu chuyện gọi là về phễu bán hàng của chúng ta, thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta chỉ việc đổ traffic vào, và chúng ta test tất cả các loại traffic. Mà khi mà cái traffic nào nó rẻ mà ngon, tức là ngon bổ rẻ, thì chúng ta sẽ tận dụng rất là nhiều cái loại hình traffic đó. Ví dụ bản thân tôi, ví dụ tháng vừa qua là tôi cũng vừa kiếm được là hơn 3.500 đô Mỹ từ thị trường Clickbank, nhưng mà từ cái loại hình gọi là Instagram, mà chúng ta sẽ học trong những cái buổi tiếp theo về Instagram. Ok, thì bây giờ tôi sẽ vẽ ra cho tất cả các bạn cái điều này. Và ngày hôm nay thì tôi cũng sẽ có một cái món quà rất là tuyệt vời dành cho tất cả các bạn. Và buổi tối ngày hôm nay thì tôi cũng sẽ đi gặp gỡ một cái người học viên trong nhóm Affiliate Mastery của chúng ta mà đã có kết quả từ cái Instagram này, nên là tôi cũng rất là vui. Và chính vì thế là bây giờ tôi đang tranh thủ quay cái video này với những cái nội dung cũng như cái chất lượng tốt nhất để mà gửi đến tất cả các bạn. Ok, vậy thì chúng ta sẽ có thể hình dung trên cái màn hình này nhá. Bây giờ tôi vẽ ra này. Các bạn có thể nhìn thấy là chúng ta luôn luôn chúng ta bắt đầu với một cái landing page để mà một cái món quà. Các cái mũi tên này nó gọi là các cái mũi tên traffic đúng không? Khi mà một cái landing page vào đây thì cái tỷ lệ chuyển đổi nó từ 30 này đến
50%. Tầm 100 người vào thì có thể là sẽ có là 50 người để là email cho tất cả các bạn. Thì cái landing page này như tôi đã nói rồi, chúng ta dùng cái công cụ gì nhỉ? Bây giờ tôi sẽ viết ra. Tôi cái nhóm này thì tôi sẽ chú ý, tôi làm rất là sát sao, tôi phải giảng đi giảng lại. Instapage này, chúng ta cũng có thể dùng cái công cụ Leadlock mà hôm trước tôi có nói cho mọi người, để mà mục đích làm gì, như tôi phân tích rồi, là khi mà cái thị trường nó gọi là cái thị trường về internet marketing có quá nhiều người, người ta làm cái landing page rồi. Chính vì vậy các bạn phải hiểu rằng là bây giờ cái người độc giả, cái người mà khách hàng tiềm năng, cái người nó gọi là prospect, người ta đã thận trọng hơn rất là nhiều trong cái việc là người ta để là email cho chúng ta. Nếu mà ngày xưa cách đây 10 năm thì rất là dễ dàng chúng ta có thể xin được số điện thoại của một cái người khách hàng điền vào một cái form email, hay là chúng ta có thể rất là dễ dàng chúng ta xin được email hay là tên. Nhưng mà các bạn có thể để ý ra ngay, nhận ra ngay rằng là bây giờ thì càng ngày nó càng đơn giản hóa đi, để mà cho cái người khách hàng hướng tới cái sự nhanh gọn nhẹ. Tức là người khách hàng bây giờ người ta sẽ chỉ điền email vào thôi, là cái điều may mắn nhất. Mà ngoài ra nó còn có một cái nó gọi là tỷ lệ chuyển đổi nữa. Tức là không phải là tất cả ai vào cái trang landing page của các bạn thì nó cũng người ta cũng để lại email cho các bạn. Các bạn quên ngay điều đó đi. Tất cả các bạn phải hiểu rằng các bạn, ví dụ các bạn đi quyến rũ một cô gái, các bạn đi bán một cái món hàng offline cũng như vậy thôi. Các bạn mở ra một cái cửa hàng thì 5 người ghé qua cửa hàng các bạn thì may ra là có 2 đến 3 người mua. Đấy, nó phải luôn luôn nó có cái tỷ lệ như thế nhá. Thế chính vì vậy tôi rất là thích cái từ nó gọi là conversion rate. Bản thân tôi phải chia sẻ luôn là khi mà tôi mới bắt đầu cái câu chuyện kinh doanh của tôi thì không ai giảng cho tôi cái từ nó gọi là conversion rate. Tôi không hiểu cái tỷ lệ chuyển đổi nó có nghĩa gì. Mãi về sau thì do tất cả những cái gọi là thất bại rồi quá nhiều tiền mất mát, tôi đã mất hơn 150 triệu để mà đầu tư trong những cái năm đầu tiên tôi đi kinh doanh trên mạng internet. Và tôi mới hiểu ra được cái từ conversion rate. Tôi mất hơn 150 triệu để mà tôi chỉ hiểu ra cái từ conversion rate, tức là tỷ lệ chuyển đổi, có nghĩa là không phải ai cũng mua hàng mình, tại vì ngoài ra thì họ còn có những lựa chọn khác nhau mà chúng ta phải vui vẻ, chúng ta chấp nhận cái điều đó. Ngoài ra thì các bạn cũng phải có một cái tâm lý luôn nha, là trong cái khoa học của Affiliate Mastery thì tôi không chỉ hướng dẫn các bạn những cái kỹ thuật đâu các bạn. Kỹ thuật thì nó dễ lắm, kỹ thuật thì ai cũng có thể hướng dẫn các bạn, nhưng mà một tâm lý của một businessman, tâm lý của một internet marketer thuộc nhóm 1% thì chỉ có 1% những cái người thành công trên thế giới người ta mới có được thôi. Và một trong những cái tâm lý đó mà tôi luôn luôn tôi phải khắc cốt ghi tâm trong lòng của mình, hay là tôi thậm chí tôi còn ghi ra một cái tờ giấy mà tôi đọc nó ít nhất là 3 ngày một lần, là tôi chấp nhận tất cả mọi thứ, kể cả những cái lúc mà người khách hàng người ta vào cái trang landing page của tôi làm đẹp đến cỡ nào mà người ta không có để lại email thì tôi chấp nhận điều đó. Tại vì tôi phải hiểu được rằng là cái điều đó là cái điều mà tôi không thể quản lý được, tôi không thể kiểm soát được, mà cái điều duy nhất mà tôi kiểm soát được đó chính là bản thân tôi, đó chính là tôi phải làm tốt hơn cái giá trị của cái trang landing page của tôi làm tốt hơn cái giá trị bản thân con người tôi, để mà tôi thu hút thêm được những cái người khách hàng tiềm năng. Và các bạn yên tâm đi ạ, là nếu mà cái người khách hàng người ta không có để lại email trong lúc này thì có thể một lúc nào đó người ta sẽ để lại email, hoặc một lúc nào đó thì người ta sẽ mua hàng của bạn. Các bạn đừng nôn nóng, các bạn đừng nóng vội, các bạn đừng có gọi là trẻ trâu, các bạn đừng có, nếu mà cái người khách hàng người ta không mua hàng của chúng ta thì chúng ta trở nên chúng ta tức tối và chúng ta ghét bỏ cái người khách hàng của chúng ta. Không phải như thế ạ, đấy là một cái sai lầm mà tôi đã mắc phải. Và các bạn hãy yên tâm cho tôi. Tại vì sao tôi có thể nói được cái điều này? Tại vì những cái lúc mà đôi khi tôi cảm thấy là cái doanh thu, cái doanh số của tháng này sụt giảm, thì bỗng nhiên trong tháng đó lại xuất hiện những cái người khách hàng mình, người ta đã đắn đo từ tháng trước mà người ta lại quay lại, người ta mua hàng sử dụng, tại vì người ta vẫn đọc những cái email marketing trao đi giá trị của tôi. Có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là tôi không thể kiểm soát được là lúc nào khách hàng mua hàng, nhưng mà tôi có thể kiểm soát được cái giá trị nội dung, cũng như cái giá trị, cũng như cái mối quan hệ khăng khít mà tôi kết nối với cái người khách hàng của tôi, và dần dần thì họ sẽ ra cái quyết định mua hàng, tại vì tôi đang cho họ vào một cái trạng thái gọi là trạng phải mua hàng. Và chúng ta phải luôn luôn chúng ta nhớ điều này. Ok, tiếp theo đó thì chúng ta sẽ làm gì? Tiếp theo đó thì sau khi mà chúng ta có một cái trang landing page rồi thì chúng ta phải làm một cái điều, đó chính là build your list, tức là xây dựng danh sách khách hàng. Các bạn đã biết rồi, là cái tiền bạc nó nằm trong xây dựng danh sách khách hàng đúng không? Usernist thì chúng ta kết hợp với GetResponse ở đây.
Đây, chúng ta kết hợp với cái này. Các bạn đã biết cái video thực hành của tôi rồi. Vậy thì có một cái điều mà thực sự thì tôi phải chia sẻ với tất cả các bạn là tôi có những cái mối quan hệ nó rất là tuyệt vời với những cái người marketer ở Việt Nam cũng như trên trường quốc tế, và tôi đã thăm dò họ rất là nhiều. Và nó lại có một cái sự thật nó như thế này các bạn ạ, là trong cái email list này của chúng ta thì nó chỉ có là 1% nhỏ người ta. Để các bạn chờ tôi chút. Ok, chỉ có một cái phần trăm nhỏ là người ta đọc email của tất cả các bạn. Ví dụ đây là 100% trong email các bạn này. Thì mở email là 20 đến 30%. Click vào cái đường link thì nó còn ít hơn, click vào đường link là 10% này. Mua hàng thì là 1 đến 2%. Rất là ít đúng không? Nhưng mà chính vì cái điều này thì người ta bắt đầu người ta nói rằng là email marketing không có sử dụng được nữa, là bây giờ đã qua thời của email marketing, bây giờ lại đến cái thời của big data, bây giờ là đến thời của social media, bây giờ đến thời của YouTube channel, bây giờ đến thời của các cái mạng xã hội. Nhưng mà các bạn không biết được một cái điều này là bản thân Quý Trần tôi đã trải nghiệm rất là nhiều cái hình thức về SEO, tức là Search Engine Optimization. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là đây để tôi nói luôn cho tất cả các bạn. Search Engine Optimization nó có nghĩa là cái điều này, là khi mà chúng ta đánh vào đây cái chữ three day review này thì nó sẽ có những cái trang này, cái trang nó trả về cái kết quả tự nhiên. Nhưng mà các bạn phải hiểu rằng là để mà các bạn có thể làm cái trang web nó lên top Google như vậy này, mà các bạn có thể kiếm được ra là 700 đô một tháng, thì cái công đầu tư của các bạn nó rất là nhiều. Và tôi chưa nói đến cái số tiền mà các bạn đầu tư nhé, nhưng mà để mà cho cái trang này lên thì nó ít nhất là phải tính bằng năm, chứ bây giờ nó không được tính bằng tháng rồi. Tại vì cuộc chiến về SEO nó bây giờ nó ngày càng nó cạnh tranh hơn nhau. Tại vì chính vì vậy là chúng ta sẽ không sử dụng SEO mà chúng ta sẽ dùng những cái cách khác nó thông minh hơn mà tôi sẽ chỉ cho tất cả các bạn. Tiếp theo đó là người ta làm gì? Người ta dùng social media, người ta dùng YouTube channel. Người ta làm gì? Người ta dùng YouTube channel và người ta hướng người dùng vào một cái trang sales page luôn. Đấy. Người ta hướng người dùng vào cái You're trang sales about page luôn. to learn the Nhưng mà các bạn phải hiểu rằng là ở đây này, nó có cái view rất là lớn đúng không? Và nó vẫn có cái tỷ lệ chuyển đổi của nó, tức là ví dụ 24.000 view thì có thể ra ít nhất là khoảng độ 20 đến 50 sale chẳng hạn cho một cái video như này. Nhưng mà cái điều mà các bạn không biết ấy, là nếu mà có ai mà người ta gato, người ta ganh tị với cái YouTube channel của bạn thì người ta có thể report cái YouTube channel này, người ta có thể report cái video này. Và cái việc này nó đồng nghĩa với việc là bạn sẽ đi tong cái tài khoản. Nó không chỉ là đi tong cái tài khoản này mà nó còn đi tong cả cái tài khoản của Clickbank của tất cả các bạn nữa. Chính vì vậy là các bạn, chúng ta sẽ không làm cái điều này, và chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ collect email, tức là chúng ta thu thập thông tin của khách hàng và sau đó chúng ta bán. Sau chúng ta chấp nhận là chúng ta đi đường dài, chúng ta chấp nhận là chúng ta trao đi giá trị, chúng ta đẩy giá trị cho những người khách hàng, và để mà chúng ta có thể bán được nhiều lần cho người khách hàng. Đây ví dụ như cái này nó cũng như vậy là đây có hẳn 1 triệu view, nhưng mà cái điều gì nó sẽ xảy ra nếu mà chỉ có người người ta report cái video này? Vậy thì chúng ta chấp nhận chúng ta mất hết được đúng không? Như vậy là đây là một cái bài toán mà tôi có thể nói rõ luôn cho các bạn là chúng ta không nên làm, mà chúng ta sẽ làm cái điều gì? Chúng ta sẽ thu thập cái email marketing này và chúng ta sẽ tăng từ cái tỷ lệ mua hàng từ 1 đến 2% lên tới 10%, và Quý Trần sẽ giúp đỡ tất cả các bạn làm điều này.
Tại vì sao tôi có thể nói được cái điều này? Tại vì như các bạn có thể nhìn thấy ở trong này thì tôi có chụp lại ảnh của một cái nó gọi là các cái tỷ lệ mở mail của tôi, thì các bạn có thể thấy được rằng là cái danh sách của tôi ở đây, tôi đã gửi đi là 30.000 email, nhưng mà đây là trong cái buổi sáng này thì cái tỷ lệ của nó 13% thì tôi không tính làm gì, tại vì là tôi vừa gửi buổi sáng này. Tiếp theo đấy là ở đây 77,63% mở, rất là cao đúng không? 21,56% này, tiếp theo là 44% này, 66% này, 64% này. Các bạn có thể thấy được rằng ở đây cả 83%, 78% này. Đây là hình ảnh của thư ký tôi gửi cho tôi. Và các bạn có thể thấy được rằng là tại sao tôi lại gửi được những cái email mà có cái tỷ lệ người dùng người ta mở nhiều như thế này. Thì ngày hôm nay tôi sẽ bật mí cho tất cả các bí mật, bật mí cho tất cả các bạn cái phương pháp mà tôi đang dùng, cũng như là tôi sẽ tặng cho tất cả các bạn một cái phần quà mà đến cuối video này tôi sẽ nói cho tất cả mọi người. Ok, vậy thì ở đây tôi sẽ xóa cái phần này đi. Ở đây chúng ta phải hiểu được rằng là nó sẽ có ba cái vỏ não con người. Đây là cái vỏ não con người nhá. Tôi đã nghiên cứu rất là nhiều và tôi đã đọc cả những cái sách về tâm lý học, cũng như nghiên cứu những cái công ty nó ở trong cái list danh sách của Forbes. Tại sao Facebook lại bùng nổ như thế? Tại sao trên thế giới chỉ có những cái nhóm 1% marketer người ta thành công? Để tôi nói luôn cho bạn, 99% những cái người marketer người ta đi ra, người ta làm những cái công việc về affiliate marketing, hay là vendor, hay là tạo ra sản phẩm, hay là người ta bán bất cứ cái thứ gì trên mạng internet, thì 99% những cái người đó chỉ kiếm dưới $150 một tháng. Còn lại là những cái người nhóm 1% người ta kiếm hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng triệu đô la Mỹ một tháng. Tại vì sao? Tại vì là ngày hôm nay thì tôi sẽ giải thích cho tất cả các bạn. Có một cái sự khác nhau giữa cái nhóm marketer bình thường, một cái nhóm marketer tầm thường, và cái nhóm marketer đỉnh cao trên thế giới. Đó. Các bạn có thể nhìn thấy ở trên này là đây là cái vỏ não các bạn, và cái phần ngoài vỏ não thì nó sẽ trả lời cái câu hỏi là what này. Phần bên trong này, how à? Và phần cuối cùng thì người ta trả lời cái câu hỏi là why, tức là why tức là tại sao, what how là làm như thế nào, và what là cái gì. What có nghĩa là cái sản phẩm mà bạn đang bán là bạn sản phẩm bán gì. Cái sản phẩm bạn đang bán, ví dụ bạn đang bán ebook này, bạn đang bán một cái video tự học này, hay bạn đang bán một cái chương trình giảm cân trong 21 ngày này, thì đấy là cái what, cái sản phẩm của bạn. Và đây chính là cái sự khác nhau giữa cái người internet marketer bình thường và một cái người internet marketer đỉnh cao. Tức là người internet marketer bình thường thì người ta chỉ tập trung vào cái phần what này, tức là nhóm 99%. 99% người ta tập trung vào cái phần what này, tức là người ta nói đi nói lại rất là nhiều về cái sản phẩm, người ta chả biết gọi là cái tâm tư hay cái nguyện vọng gì của cái người khách hàng, mà người ta hầu như là người ta mồi chài, người ta lừa được cái người khách hàng vào cái phễu người ta, và người ta chỉ có bán hàng. Thậm chí người ta chấp nhận người ta dã 5 đến 10 cái bức thư trong vòng một ngày để mà người ta chỉ chốt sale liên tục. Và tiếp theo là để mà tôi nói cho tất cả các bạn, đó chính là cái nhóm 1% thì người ta làm gì? Người ta đọc được suy nghĩ, cũng như người ta đi vào cái phần sâu thẳm nhất bên trong mỗi cái con người khách hàng tiềm năng. Đó chính là những cái nỗi lo lắng, đó chính là những cái khao khát thầm kín, đó chính là những cái gọi là mong muốn, đó chính là những cái hy vọng, là cái lý do why, tại sao cái người khách hàng người ta phải mua hàng của chúng ta, và tại sao chúng ta lại bán hàng cho cái người khách hàng. Ví dụ, lý do mà tại sao mà các bạn có thể ngồi đây, các bạn
nghe cái video này của Quý Trần, các bạn bỏ ra một cái số tiền rất là lớn, tại vì trong nhóm chúng ta thì có những bạn chi trả tận 40 50 triệu để mà có thể nghe những cái video này. Tại vì sao? Tại vì tôi có một cái reason why, tức là một cái lý do tại sao là tôi có một cái tầm nhìn, tôi muốn giúp đỡ cho tất cả những cái người bạn trẻ trên Việt Nam, 10.000 bạn trẻ có thể có thu nhập 10.000 đô la Mỹ đầu tiên trên mạng internet. Và cái tầm nhìn này nó giúp tôi có được một cái động cơ nó không ngừng nghỉ để mà tôi chạy suốt để mà có thể trao đi những cái giá trị nó rất là tuyệt vời. Và cái lý do why tiếp theo mà tôi có thể bán được cho cái người khách hàng, mà tôi làm cho cái người khách hàng, người ta phải thao thức, người ta phải thổn thức, người ta phải nhắn tin cho tôi. Một ngày tôi nhận, tôi phải nói với các bạn là tôi nhận được không dưới là 100 email hỏi cho tôi về những cái phương pháp kiếm tiền online, hay là tâm sự với tôi, hay là nói gì. Nhưng mà những cái điều này thì tôi nhờ thư ký của tôi để mà giải đáp. Thì tức là tôi làm gì ạ? Tôi đi sâu được vào trong cái phần sâu thẳm nhất của mỗi con tim của mỗi người, đó chính là những cái khao khát, đó chính là những cái điều mong muốn người ta đang khao khát, người ta đang phải chiến đấu, người ta đang phải nỗ lực, người ta đang phải gặp những cái tư tưởng gì, người ta đang phải gặp những cái khó khăn gì, người ta đang phải suy nghĩ như nào. Thì tôi biết được những cái lý do why đó và tôi điều hướng họ về cái miền đất hứa, đó chính là khi mà người ta mua hàng của tôi. Và tôi nói luôn là trong cái nhóm này thì rất là dễ dàng để mà tôi có thể tiếp tục tôi bán hàng cho các bạn. Tại vì sao? Tại vì tôi có những cái mối quan hệ rất tuyệt vời với tất cả các bạn. Và tiếp theo đó thì về cái tình huống mà tôi upsell, tôi bán thêm một cái khóa nữa, nó quá là dễ dàng. Nhưng mà đối với tôi thì Affiliate Mastery nó là một cái đứa con tinh thần tuyệt vời rồi, nên tôi sẽ chỉ có một cái khóa học duy nhất này thôi. Thế chính vì vậy chúng ta sẽ có hai cái lý do why nhé. Why một là tại sao chúng ta phải làm điều này, chứ phải xác định luôn cho tôi là tại sao các bạn phải làm cái ngách về weight loss. Tại vì các bạn mong muốn được là có thể giúp đỡ được những cái người mà người ta đang bị cái bệnh giảm cân, bệnh béo phì, người ta có thể giảm được bao nhiêu cân trong vòng một tháng chẳng hạn. Và cái lý do tiếp theo why, tại sao cái người khách hàng người ta phải mua cái sản phẩm của bạn, thì các bạn cũng phải nghiên cứu cái sản phẩm của các bạn, và các bạn nói về những cái đau đớn, nói về những cái niềm sung sướng, nói về những cái hy vọng khi mà cái người khách hàng người ta dùng cái sản phẩm của các bạn nhá. Đây chính là cái lý do why nhá. Lý do how, cái how cũng rất là quan trọng. How là gì? Chúng ta sẽ nói về ví dụ làm về giảm cân chẳng hạn. Chúng ta có bước 1 giảm cân này, bước 2 giảm cân này, bước 3 giảm cân này, bước 4 giảm cân này. Ví dụ như hôm trước là tôi cũng vừa đi, tôi thuê một cái bạn bạn ấy làm về một cái lead magnet về giảm cân này, thì tôi cũng có thể tôi show cho tất cả các bạn đấy các bạn. Ok, như các bạn đó nhìn thấy trong cái này thì đây chính là một cái lead magnet của tôi mà tôi show ra cho người ta, một cái bài viết khoảng độ 3.000 từ nói về các cái chế độ giảm cân này đấy. Và tôi không có nhằm một cái mục đích là bán hàng hay gì, chỉ có một cái mục đích là trao đi giá trị gửi cho cái người khách hàng của tôi. Tất nhiên là đây là cái bản nháp để mà tôi có thể thêm thắt những cái hình ảnh vào cho sống động thêm. Đây chính là một cái tôi thuê trên Epic Writer thì người ta viết cũng khá là tốt. Thì đây chính là cái các bạn có thể nhìn thấy hậu trường của tôi. Ok. Và tôi có thể bảo đảm cho tất cả các bạn là cái phương pháp này thì các bạn có thể kiếm được rất là nhiều tiền đấy. Các bạn đang làm nó đúng theo cái chuẩn của marketing. Và đến bây một lát nữa thì tôi sẽ cho các bạn xem cái chuẩn của marketing nó như nào. Tại vì như các bạn có thể hỏi bạn Hùng, là bạn ấy cũng đã rất là một người em đã đi cùng tôi rất là nhiều. Và bạn ấy đã rất là kiên trì làm một cái phương pháp nào, phương pháp bán hàng ngay trong cái trang landing page. Và bạn ấy đã có được tiền cụ thể là vào ngày thứ tư tuần sau thì Clickbank sẽ gửi cho bạn ấy là 112 đô là đầu tiên, nhưng mà tôi nhớ không nhầm. Vào buổi tối hôm nay thì tôi cũng sẽ gặp Hùng để mà trao đổi thêm, để mà có thể support được Hùng nhiều hơn nữa. Nhưng mà các bạn có thể thấy được rất rõ cái phương trình đây, nếu mà chúng ta làm chuẩn theo đúng cái câu chuyện marketing của chúng ta mà trao đi giá trị thì cái tỷ lệ conversion rate nó sẽ tăng cao lên rất là nhiều, cùng với một cái bonus mà tôi sẽ cho tất cả các bạn vào cuối buổi ngày hôm nay, và các bạn sẽ rất là bất ngờ về cái điều này. Ok, thì chúng ta sẽ có một cái điều này mà chúng ta phải nhớ nhá. Đây các bạn nhớ nhá, là why, how, what nhá. Đừng có cố tập trung vào sản phẩm, đừng có nói về sản phẩm quá nhiều, mà hãy tập trung vào cái lý do why. Để mà các bạn có thể tập trung vào cái lý do why này thì tôi muốn các bạn hãy đi đến một cái cuốn sách mà tôi đã phải đọc đi đọc lại rất là nhiều, là Nhức đòn tâm lý trong thuyết phục. Các bạn phải đọc đi đọc lại cái cuốn sách này và ứng dụng nó vào viết email nhá. Đấy. Tiếp theo đó là một cái cách mà các bạn có thể đọc email, có thể viết được những cái email thần thánh, đó chính là các bạn đi copy email của người khác và các bạn tái cấu trúc nó lại. Và tiếp theo đây là một cái cuốn sách của Tây Ban Nha và tôi đã mua nó dày cộp các bạn ạ. Nó là về cuốn sách về marketing, và đến bây giờ thì sau khi đọc một cái cuốn sách dày cộp nó khoảng độ hơn, để tôi xem nó bao nhiêu trang đây.
nó hơn là 800 trang. Và tôi đã rút ra được một cái điều, tôi đã nghiên cứu rất là nhiều cái case study về Coca-Cola, về những cái công ty rất là lớn, về những cái công ty offline, về các cái công ty chứng khoán, hay là về những cái bộ phim. Trong cái cuốn sách này nó phân tích rất là nhiều, và ngày hôm nay thì tôi sẽ chỉ cho bạn một số cái điều mà tôi rút ra được từ cái cuốn sách này. Tôi có thể đảm bảo cho tất cả các bạn là ít có người thầy nào có thể đọc được những cái cuốn sách này để mà chia sẻ những cái điều này cho tất cả các bạn. Tại vì là thực sự thì để mà tôi đọc những cái cuốn này thì mà nó không phải tiếng Việt, mà tôi đã phải cố gắng rất là nhiều để mà có thể cô đọng, có thể chắt lọc ra những cái thông tin rất là chất lượng để mà giúp cho tất cả các bạn có thể tiến được về miền đất hứa cùng tôi. Ok, thì chúng ta hãy xóa cái điều này đi. Các bạn phải hiểu được rằng là đây, đây là một cái người khách hàng tiềm năng đúng không? Thì các bạn điều hướng người ta đến cái list của các bạn. List của các bạn ở đây. Nhưng mà các bạn phải hiểu cho tôi là khi mà cái người khách hàng người ta đi vào cái list của các bạn thì đồng nghĩa với việc là người ta cũng ở trong một cái list khác. Tại sao? Tại vì người ta đang tìm kiếm thông tin, người ta đang muốn có những thông tin về giảm cân thì người ta cũng chẳng ngần ngại người ta để vào trong những cái list khác. Chính vì vậy là chúng ta phải có cách nào mà chúng ta phân biệt để mà cái người khách hàng người ta đi đến cái list của chúng ta, người ta mua hàng trong cái list của chúng ta chứ người ta không mua hàng trong cái list của này đúng không? Không mua nhá. Không mua ở đây. Mà người ta chỉ có mua hàng của chúng ta thôi. Vậy thì các bạn phải hiểu được một cái nguyên lý của marketing mà tôi sẽ chỉ cho tất cả các bạn ngay sau đây. Các bạn hãy ghi ra giấy bút điều này. Marketing về bản chất là không phải là bán hàng, không phải là tìm kiếm khách hàng, mà là giáo dục khách hàng và để họ tự ra quyết định. Ở đây trong cái nhóm này các bạn có thấy là tôi có mè nheo, tôi có đòi hỏi, tôi có này thì các bạn đi vào học cái khóa học khóa Affiliate Mastery hay không? Mà trước đó là tôi chỉ có, hầu như là tôi chốt sale là tôi chỉ có chốt sale dưới 15 phút. Tại vì sao? Tại vì như sói ra phố Wall nói là hệ thống đường thẳng của ông ta. Nếu mà các bạn chúng ta chốt sale quá 15 phút, quá 30 phút có nghĩa là chúng ta đang đồng nghĩa với việc chúng ta mất đi những người khách hàng tiếp theo. Chính vì vậy là tôi chốt sale rất là nhanh gọn nhẹ. Và tại vì sao? Tại vì trước đó là tôi đã có những cái bước lobby, trước đó là tôi đã giáo dục khách hàng của chúng ta. Tôi bảo đảm với tất cả các bạn là các bạn để mà các bạn vào được cái khóa này thì chắc chắn các bạn đã phải đọc ít nhất một cái sale của tôi, các bạn đã phải đọc những cái email của tôi, các bạn đã phải tham dự vào những cái webinar, các bạn đã xem những cái video của tôi trên YouTube thì các bạn mới ra quyết định để mà vào một cái khóa học như này. Tại vì một cái khóa học như này thì nó cũng không hề khó là rẻ đúng không? Chính vì vậy là các bạn phải nhớ cho tôi là marketing về bản chất nó chính là cái giáo dục khách hàng và tự đưa cái người khách hàng người ta sẽ tự ra quyết định khi mà người ta rơi vào cái trạng thái mua hàng của chúng ta. Đấy. Và có một cái điều này nữa là các bạn phải nhớ cho tôi, đó chính là có rất là nhiều cái người affiliate người ta làm gì? Người ta cho cái người khách hàng người ta vào phễu của chúng ta rồi, vào phễu của họ rồi, và người ta họ chỉ gọi là nhăm nhăm để họ bán hàng thôi. Còn chúng ta sẽ làm một cái điều khác, chúng ta sẽ là list này, chúng ta sẽ tiến tới nó gọi là mối quan hệ. Các bạn có thấy tôi có một mối quan hệ rất là tốt với những người khách hàng tiềm năng của tôi, chắc chắn là có, kể cả Mỹ hay kể cả Việt Nam nhé. Tiếp theo đó là giá trị. Xong chúng ta lại quay về cái list này. Và từ cái giá trị này thì nó sẽ ra sale, tức là ra hàng. Ok rồi đúng không? Và tôi sẽ chỉ cho các bạn một cái phương trình nữa. Ở đây nó là một cái biểu đồ như thế này. Ở đây nó là cái quá trình bán hàng này. Ở đây là cái giá trị nhá. GT là giá trị. Khi mà cái người khách hàng người ta đi vào cái phễu của bạn thì cái ngưỡng của người ta đang ở trên cái đỉnh như này.
Nhưng mà rất là nhiều cái người marketer người ta làm gì? Người ta cho người ta vào đây, người ta cho người ta vào cái phễu có một cái giá trị thông tin rất là nhiều. Và nhưng mà tiếp theo đó thì người ta lại suốt ngày người ta bán hàng. Và như vậy thì cái tỷ lệ mở mail và cái độ ngán của khách hàng người ta sẽ đi xuống thấp rất là nhiều. Còn chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ không ngừng chúng ta gia tăng giá trị thông qua những cái bài viết này, bài email này, video YouTube này. Và như vậy thì cái giá trị nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Nó sẽ tăng lên ở đây này. Và như vậy là khi mà chúng ta bán hàng thì nó sẽ giúp đỡ chúng ta tăng cái sale của nó lên rất là nhiều đấy. Các bạn đừng có tập trung vào bán hàng mà các bạn hãy tập trung vào trao đi giá trị thông qua những bài viết cho tôi. Và thông qua đó thì chúng ta cũng kết nối người dùng đến các cái mạng xã hội, blog này, social media, mạng xã hội này, để mà cho người ta đi vào một cái ma trận. Và như vậy thì chúng ta đang tạo ra rất là nhiều cái giá trị, chúng ta đang kết nối những cái người dùng lại với nhau để mà khi mà người ta nhớ về chúng ta thì người ta đang nhớ về một cái người nào nhỉ? Người ta đang nhớ về một cái người chuyên gia trong cái lĩnh vực. Ví dụ mỗi khi mà khách hàng người ta nhớ về tôi là người ta đang nhớ về một cái người chuyên gia trong lĩnh vực affiliate marketing, đang nhớ về một cái người chuyên gia trong lĩnh vực làm giàu hàng đầu trên internet, đúng không? Và đây chính là những cái chia sẻ rất là chân thành và thật lòng từ Quý Trần trong cái buổi chuyên sâu về email marketing mà tôi mong muốn rằng là các bạn hãy học nó rất là nhiều. Các bạn sẽ xem đi xem lại cái video này nhiều lần để mà có thể nhận ra được những cái giá trị mà tôi trao đi cho tất cả các bạn. Và đến cái phần quan trọng nhất là cái phần quà mà tôi muốn gửi đến tất cả các bạn, là tôi cũng không ngần ngại chia sẻ cho các bạn một cái file mà trị giá của tôi là hơn 1.500 đô la Mỹ. Đó chính là Done For You Email Template in Hot Niche, tức là những cái email đó đã được viết sẵn rồi. Tất nhiên là cái này thì nó đã được viết sẵn trên cái nền tảng nào đó thôi, và các bạn phải, tôi nói rồi là chúng ta sẽ phải có một cái người cộng sự của chúng ta để mà giúp đỡ trong chúng ta trong cái vấn đề dịch thuật này hay là vấn đề về tiếng Anh, nếu mà bạn không có biết nhiều tiếng Anh, đúng không? Thì đây là những cái email nó đã có những cái tỷ lệ bán hàng cũng như cái tỷ lệ trao đi giá trị nó rất là nhiều, nó đã viết rất là chuẩn để mà cho tất cả các bạn có thể tham khảo. Tôi nói nhá, tham khảo nhá, không phải là copy y nguyên nhá. Các bạn có thể tham khảo để mà các bạn dùng nó. Đây thì nó đã liệt kê ra 10 cái niche, và cái file này thì nó rất là nặng, nó có là 96 trang. Các bạn có thể thấy được những cái email nó tôi đã tổng hợp rất là nhiều. Và tiếp theo nữa là một cái phần quà cũng rất là giá trị, đó chính là những cái tiêu đề, những cái headline mà làm cho tất cả các bạn, làm cho những cái người khách hàng của bạn muốn đọc email của bạn. Đây, đây chính là những cái headline này. Đó, thì cái bonus này tôi sẽ không upload lên trên trang web tại vì nó rất là quý giá đối với tôi. Và các bạn xem video này thì các bạn hãy liên lạc đối với tôi, liên lạc lại với tôi để mà tôi gửi cho tất cả các bạn cái hai cái file quan trọng này. Và đối với tôi thì đây chính là những cái file rất là quan trọng, và không có một cái lý do nào mà làm chúng ta phải thất bại nếu chúng ta có hai cái file này giúp đỡ tất cả các bạn, đúng không ạ? Vậy thì Quý Trân đây xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo, và tôi mong muốn rằng là cái buổi ngày hôm nay sẽ là cái buổi rất là chất lượng và sẽ là bùng nổ để mà cho tất cả các bạn có thể thông não được rất là nhiều phần về cái phần email marketing của chúng ta, đúng không? Và vào buổi lần sau thì chúng ta sẽ đi tiếp tục để mà tối ưu hóa cái email marketing của chúng ta sẽ convert nó tốt hơn để mà các bạn có thể đổ traffic vào. Chúng ta sẽ còn 4 buổi nữa trong cái chuỗi hành động 2 tháng liên tục của Quý Trần Team, đúng không? Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.